Thưa quý vị, và mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa có quyết định về chế độ cho người tham gia chống dịch COVID-19. Theo đó thì mỗi cá nhân sẽ được hưởng phụ cấp là 200.000 đồng một ngày. Cụ thể, thành phố hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng một ngày một người trong thời gian cách ly y tế với các trường hợp là người Việt Nam và người nước ngoài bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại khu vực phong tỏa cách ly do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp ra quyết định tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung. Về các chế độ với những người tham gia chống dịch, thành phố quyết định chế độ phụ cấp chống dịch là 200.000 đồng một người một ngày. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hàng tuần, thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên. Nếu tham gia chống dịch vào ngày lễ Tết, thì mức phụ cấp thường trực tính bằng 1/8 lần mức quy định trên. Và hỗ trợ tiền ăn là 100.000 đồng một người một ngày với người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc dịch bệnh tại cơ sở khám và chữa bệnh.